Mến chào tất cả anh em, rất vui gặp lại anh em. Chào mừng anh em quay trở về với video trên channel LVT Episode. Ngày hôm nay là chủ nhật cuối tuần thì tại thùng Ba Lăng huyện, tại server của Công Thành 9.1S lại diễn ra cuộc so tài mà có thể nói là kỳ phùng địch thủ trong Võ Lâm Trường Kỳ 1 chưa phân thắng bại, đó là giữa Võ Đăng Kiếm và Thiên Vương Băng Trì. Có nhiều luồng ý kiến cho rằng thì hai cao thủ này thì đều bất phân thắng bại, chưa ngã mũ về bên nào hết mọi người ạ. Ta thấy là Võ Đăng thì mang kiếm hoàng kim, Thiên Vương Băng Trì cũng mang trì hoàng kim luôn đó, một bên thì cặp trì sầu riêng, một bên thì rất là vàng. Chúng ta thấy úi rồi, Võ Đăng đánh kìa, úi rồi ôi, đánh mà nổi Thiên Vương Trì không nhúc nhích được luôn, người cứ giật ngửa về sau luôn mọi người ạ. Đây là server dành cho người đi làm không có thời gian hoạt động, nên là thứ bảy chủ nhật cuối tuần đều thông Ba Lăng đều rất là đông người, còn những cao thủ BK solo. Mặc dù cuối tuần rồi, sau những tuần làm việc mệt nhọc mà hai cao thủ này cũng không đi đâu chơi, ở nhà chơi game cho nó lành, đi ra ngoài nhậu nhẹt hư người hết, ở nhà chơi game không tốn gì hết mà lại giải trí nữa, vợ con thương luôn. Còn đây là cao thủ Tống Giang là Thi Vương Kích, mình có đã có video gửi cho anh em xem. Và ngày hôm nay thì có nhiều anh em kêu là lên video Võ Đăng Kiếm, thì ngày hôm nay tại thôn Ba Lăng lên luôn cho anh em luôn. Úi dồi ôi, úi rồi ôi, Võ Đăng Kiếm đánh, úi rồi Thiên Vương Trì máu tụt kìa mọi người, úi rồi máu tụt không nhúc nhích được luôn, úi rồi Võ Đăng Kiếm đánh ghê quá. Tí mình sẽ soi đồ cho đem xem nha, đó, mang một bộ cập phong mọi người ạ. Còn cái chùy này cũng mang như cũng cặp một bộ hãm thiên luôn, cái chùy cũng không phải là dạng vừa nha mọi người nha, đó bằng 615, sát thương 46, ghê gớm. Úi rồi ôi, mà Võ Đăng Kiếm lật xe mọi người ạ. Mà Võ Đăng Kiếm lật xe rồi, bỏ tay chim mua luôn. Chắc quên bật tỏ vọng mọi người ạ, chắc có vẻ như quên bật tỏ vọng nên là cũng không để ý luôn. Mình cũng không để ý lúc vừa rồi, lo xem đồ quá nên không để ý. Đây là server BK dành cho người đi làm cũng thời gian hoạt động. Anh em truy cập trang web là công thành 9.us để tải game hoặc tham gia nhóm Zalo dưới đây nha mọi người nha. Thùng Ba Lăng nơi so tài thị thí của các cao thủ sau những giờ làm việc mệt nhọc hàng ngày, từ 0 giờ sáng đến 23 giờ 59 phút đều lúc nào cũng có người BK mọi người ạ. Ôi Thiên Vương Đao, Thiên Vương Đao không có đồ hoàng kim sao mà đọ sức vừa đỡ Thiên Vương Trùy. Để chúng ta coi thử đồ trùy nha mọi người nha, lại đến Thiên Vương Kích. Chúng ta coi trùy tiếng mà coi tiếp tục nha mọi người nha. Đó, bằng chắc 115, trùy rất là đẹp, di chuyển 22 24 23, áo cộng 3 cấp, phục hồi 47, kháng hỏa 25, nón 25 40, xin được 193, đai lưng hãm thiên cộng 22, giày hãm thiên 43 22, ngự kháng tất cả. Đó, xin được 195, xin được 95, 25 40, kỹ năng cộng 1, kỹ năng cộng 1. Như vậy cao thủ này mang một bộ hãm thiên nha mọi người nha, một bộ hoàng kim môn phái thì mang trùy. Đây là Võ Đăng Kiếm đây. Đó, không biết là Võ Đăng Kiếm có nhường hay không thì cũng không rõ, mà quay đúng cái lúc mà và Võ Đăng Kiếm bị thua. 36 cộng 3, cái kiếm cũng không phải dạng vừa nha mọi người nha, 36 cộng 3 bằng sát trăm, thương 34 sẽ thương 91%. Phòng thủ lý 23, khách cả 19, khách cả hơi thấp, băng 21 xin được 157, nội công 20, kháng lôi 46 luôn, 25 40 xin được 85, 40 25 40 xin được 180. Áo xanh rất là đẹp, đai lưng cập phong cộng 3 cấp, tấn công chính mạng 5, dài 40 25 40 xin được 106 cũng rất là đẹp, ngự kháng tất cả sinh lực, ngọc bội cập phong 3 2 3, trời ngọc bội đẹp. Những kỹ năng cộng 1, mình lăng nhà cộng 1, nhìn kỹ thuật nhất cộng 3, và mình dễ chóng 23, hơi thấp. Phòng thủ lý 25 nè, và nhìn kỹ thuật nhất là 3 nè, 3 là 6, 7, 8 8 nhìn kỹ thuật nhất mọi người ạ, à. Đánh ai chịu cho nổi. Vậy mà để thua mọi người ạ, à. Chắc có lẽ mình thấy mình quay video hay sao để thua mọi người, cho mọi người nhận xét cho vui. Anh em nhận xét gì về một ít phút vừa rồi, anh em hãy nhận xét bên dưới, và anh em nào muốn nha
tải game thì anh em truy cập trang web là cung thành chiến trong mới để tải game hoặc tham gia nhóm Zalo góc màn hình nha mọi người nha. Rồi bye bye anh em nha, hẹn anh em video sau nha anh em. Rồi anh thấy em rất là vui đó, thì một kích rồi xuất hiện đó, chọn đây là kích hoàng kim nha mọi người nha đó. Lại thêm một cao thủ Thiên Vương Trì ra ngoài. Em Thiên Vương Đao. Ui cũng mang đao, cũng mang đao. Áo ngự long, nón ngự long. Đây là ngự long các kiểu. Thiếu cái đao ngự long thôi mọi người. Ui dù cái đao xanh kìa. 30 bằng sáng 199. Quá ghê gớm luôn. Thôi bye bye anh em nha. Hẹn anh em ở video sau. Anh em có nhận xét gì về video này, anh em nhận xét bên dưới. Rồi hẹn anh em ở video sau nha anh em. Bye bye anh em.